Thưa quý vị, thưa các bạn, tính đến thời điểm này, lĩnh vực phân bón và hóa chất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã cung cấp 11 triệu tấn đạm và hàng triệu tấn phân bón khác, góp phần đáng kể vào việc bình ổn thị trường phân bón trong nước, tiết kiệm cho quốc gia hàng trăm triệu đô la Mỹ nhập khẩu phân bón mỗi năm. Từ năm 2005 đến tháng 5 2019, Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí PVFCCO đã có trên 1.300 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, giúp tăng năng suất lao động, làm lợi gần 372 tỷ đồng. Đến nhà máy đạm Phú Mỹ, đã thấy được ở đây là sức trẻ, sự lao động hăng say, nhiệt tình, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất luôn được nhà máy chú trọng, đẩy mạnh nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó tạo môi trường làm việc sáng tạo, khuyến khích từng thành viên luôn nghiên cứu tìm tòi, đưa ra những sáng kiến cải tiến hợp lý hóa. Đây được xem là yếu tố then chốt nhằm tạo bước phát triển đột phá về khoa học công nghệ trong hoạt động của PVFCCO. Sáng kiến lại được tôn trọng và nó sống mãi với nhà máy là như vậy. Thì cái sáng kiến, những sáng kiến đã được phê duyệt và được ban hành tại nhà máy và được triển khai thực hiện thì từng tiểu ban và hội đồng thi đua sáng kiến của nhà máy xem xét lại hàng năm được đánh giá rồi sau đó mới phản hồi lại cho cái người người ta có sáng kiến ban đầu cũng như cái người quản lý cái sáng kiến đó. Thì qua cái việc làm đấy thì chúng tôi thấy vừa theo dõi được công việc, vừa nắm bắt được các cái thiết bị sau khi mà thay đổi, lại vừa tạo được cái cảm hứng cho người lao động, họ được tôn trọng. Trong cái quá trình mở rộng nhà máy, tích hợp các dự án mới vào nhà máy, tôi cùng các đồng nghiệp đã tìm hiểu và đề xuất với nhà máy là sẽ không thuê các chuyên nhà thầu cũng như không thuê các chuyên gia để cấu hình hoặc là nâng cấp hệ thống này, mà tự anh em trong nhà máy sẽ nghiên cứu mày mò và tìm ra các phương pháp, cái giải pháp phù hợp. Với sự lao động sáng tạo, đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề đã vận hành và bảo dưỡng nhà máy một cách tuyệt đối an toàn. Trong đó nổi bật là đợt bảo dưỡng tổng thể nhà máy. Trong đợt bảo dưỡng lớn và phức tạp này, mỗi cán bộ công nhân viên, người lao động có tới 43 ý tưởng sáng kiến, góp phần then chốt vào tiến độ, hiệu quả đảm bảo an toàn. Tâm đắc nhất thì có lẽ là cái sáng kiến về tay in bồn amo của dự án Revamp. Thì sáng kiến này thì đã coi như là làm lợi, giá trị làm lợi là khoảng hơn 3 tỷ đồng. Dự án Revamp thì có kết nối một số điểm vào các vị trí của bồn amo. Các vị trí này có đặc điểm đó là không cô lập được. Nhà thầu yêu cầu là phải bắt buộc là phải xả hết bồn amo thì mới kết nối được các điểm tay in đó. Thì được sự tư vấn của lãnh đạo và cũng như là định hướng về sự giúp đỡ của anh em trong xưởng thì đã thực hiện rất là nhiều giải pháp để kết nối các vị trí đó. Công việc của tôi là công việc thực tế là công việc làm sửa chữa van ở nhà máy là chính. Có một cái lần nhà máy có cái đường ống nó bị rò rỉ. Nhưng mà nếu mà bình thường thì là phải dừng máy để xử lý thì nó mất tốn kém rất nhiều cái tiền của. Hai nữa là nếu mà xử lý là phải mất cả một ngày. Nhưng mà tức là chúng tôi đã xử lý được đường ống khỏi rò rỉ và nhà máy vẫn hoạt động bình thường. Với định hướng phát triển PVFCCO trở thành doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón lớn của Việt Nam, cũng như lĩnh vực hóa chất chuyên dụng cho ngành dầu khí và hóa chất nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu thị trường, tính đến hết năm 2018, PVFCCO đã cung cấp hơn 12 triệu tấn phân bón và hóa chất các loại, trong đó riêng phân đạm vào khoảng 11 triệu tấn, chiếm thị phần gần 40% cả nước. Tổng doanh thu đạt hơn 111.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 24.000 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Hiện nay, nhà máy đạm Phú Mỹ là một dự án tiêu biểu của ngành công nghiệp hỗ trợ cho nông nghiệp với công nghệ hóa học đầu tiên tại Việt Nam đã đi vào hoạt động, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh lương thực, vận hành sản xuất kinh doanh hiệu quả, cổ phần thành công, niêm yết cổ phiếu, thực hiện tốt quản trị và minh bạch của công ty đại chúng. Gắn bó với đơn vị ở đây, thì chúng tôi thấy còn có thêm là cái văn hóa doanh nghiệp đối với PVFCCO đã xây dựng từ trước đến nay rất là bám sát 4 cái giá trị cốt lõi là chuyên nghiệp, hiệu quả, năng động, sáng tạo, trách nhiệm sẻ chia và khát vọng vươn xa. Thì tôi thấy những cái yếu tố đấy là đã ăn vào trong cái tâm trí cũng như trong cái ý thức của người lao động. Có thể khẳng định rằng phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất của ngành dầu khí nói chung, PVFCCO nói riêng đã mang lại hiệu quả cao, góp phần tăng năng suất lao động, giảm chi phí cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, đồng thời khẳng định tác phong chuyên nghiệp, sự sáng tạo không ngừng nghỉ của đội ngũ người lao động.